0 giờ 41 phút sáng ngày 8 tháng 3 năm 2014, chuyến bay MH370 chở theo 239 người từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Chỉ 39 phút sau khi cất cánh, tức 1 giờ 21 phút ngày 8 tháng 3, toàn bộ máy bay đã biến mất khỏi radar. Hai ngày sau khi sự cố xảy ra, tức mùng 10 tháng 3, Malaysia tuyên bố MH370 đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Tháng 3 đến tháng 5 năm 2014, cuộc tìm kiếm quy mô lớn được tiến hành ở Biển Đông với sự tham gia của nhiều quốc gia. Việt Nam là một trong số quốc gia tham gia sớm nhất. Cho đến tháng 12, sau nhiều tháng nỗ lực tìm kiếm không mang lại kết quả, Malaysia tuyên bố MH370 đã gặp tai nạn và tất cả hành khách đều thiệt mạng. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục được diễn ra tới tháng 1 năm 2015. Mảnh vỡ đầu tiên được cho là một phần cánh máy bay của MH370 được tìm thấy trên đảo Reunion. Có manh mối đầu tiên, đến tháng 10, cuộc tìm kiếm MH370 được mở rộng sang khu vực Nam Ấn Độ Dương. Khu vực này được xác định dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh. Sang đến năm 2016, Malaysia, Úc và Trung Quốc ký thỏa thuận tiếp tục tìm kiếm MH370. Thỏa thuận này có thời hạn 3 năm. Cuộc tìm kiếm được tiến hành bằng tàu ngầm không người lái, có thể lặn sâu xuống đáy biển để hy vọng tìm thấy các mảnh vỡ MH370. Ngày 17 tháng 1 năm 2017, chiến dịch tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 dưới biển trên diện tích 120.000 km2 ở Nam Ấn Độ Dương không thành công và đã kết thúc sau gần 3 năm. Bất chấp mọi nỗ lực áp dụng khoa học tiên tiến nhất hiện có, công nghệ tối tân, ngân sách cho chiến dịch này tiêu tốn đến 150 triệu đô la Mỹ tính vào thời điểm đó. Hai tháng sau, vào ngày 15 tháng 3, chiến dịch tìm kiếm ở Biển Đông kết thúc khi Malaysia xác định MH370 đã chuyển hướng bay lên vùng biển Ấn Độ Dương. Tháng 1 năm 2018, thêm một mảnh vỡ được cho là của MH370 được tìm thấy trên bờ biển Tanzania. Malaysia tuyên bố sẽ không tiếp tục tìm kiếm MH370. Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia độc lập kêu gọi tiếp tục tìm kiếm MH370. Nhóm này cho rằng vẫn còn hy vọng tìm thấy MH370 và nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân của vụ tai nạn này tính đến nay vẫn đang là một ẩn số. Song song đó thì loạt giả thuyết xung quanh vụ việc này vẫn là đề tài được nhiều người quan tâm. Trong đó giới phân tích đã đưa ra 3 giả thuyết đáng chú ý nhất. Giả thuyết đầu tiên được đưa ra là máy bay bị đánh cắp bởi những kẻ khủng bố. Từ những bằng chứng như hệ thống liên lạc và radar của máy bay đã bị tắt một cách có chủ ý, cho thấy sự can thiệp của con người. MH370 đã đổi hướng bay một cách bất ngờ và bay về phía Ấn Độ Dương, một khu vực ít được kiểm soát bởi radar, đã khiến nhiều nhà phân tích tin vào giả thuyết một nhóm khủng bố đã lên kế hoạch và thực hiện vụ đánh cắp MH370. Chúng có thể đã sử dụng vũ khí hoặc đe dọa để khống chế phi hành đoàn và hành khách, sau đó lái máy bay đến một địa điểm bí mật. Tuy nhiên, nhiều người cũng phản bác giả thuyết này. Họ cho rằng khả năng những kẻ khủng bố có thể lái một chiếc máy bay thương mại hiện đại là rất khó xảy ra. Cùng với đó, không có tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ mất tích của máy bay. Và cả việc tìm kiếm MH370 đã được thực hiện trên diện rộng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay đã bị rơi hoặc hạ cánh ở một địa điểm cụ thể. Giả thuyết thứ hai được đưa ra là phi công Zaharia Ahmadzad đã gặp vấn đề về tâm lý và quyết định tự sát, đồng thời lái máy bay MH370 xuống biển. Bằng chứng được đưa ra cho giả thuyết này là phi công đã có một lịch sử sức khỏe tâm thần, bao gồm trầm cảm và lo âu. Đáng chú ý, ông ta đã tải xuống một mô phỏng bay cho thấy một chiếc máy bay đang bay theo hướng Ấn Độ Dương và đâm xuống biển. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Zaharia có ý định tự sát. Gia đình và bạn bè của phi công này cũng bác bỏ giả thuyết này. Hơn nữa, việc tìm kiếm MH370 vẫn không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy máy bay đã bị đâm xuống biển. Cuối cùng, nhiều người đặt ra giả thuyết máy bay gặp sự cố về kỹ thuật, có thể là nhiên liệu hoặc động cơ. Bằng chứng được đưa ra là MH370 đã bay trong một thời gian dài sau khi hệ thống liên lạc và radar bị tắt, cho thấy máy bay có thể vẫn đang bay tự động. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phản bác lại rằng nếu MH370 gặp sự cố kỹ thuật, nó có thể đã gửi tín hiệu báo động hoặc cố gắng hạ cánh khẩn cấp. Ngoài những giả thuyết trên, còn có một số giả thuyết ít được ủng hộ hơn, chẳng hạn như máy bay bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh hoặc máy bay bị cuốn vào một hố đen. Có rất nhiều giả thuyết về những gì đã xảy ra với máy bay, nhưng không có giả thuyết nào chứng minh một cách thuyết phục. Việc tìm kiếm MH370 vẫn đang được diễn ra và hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được toàn bộ chiếc máy bay. Vâng, nhiều giả thuyết được thêu dệt lên sau câu chuyện bí ẩn này. Nhưng đối với những người thân của hành khách trên chuyến bay thì sau bao nhiêu năm, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn và họ vẫn không nguôi hy vọng vào những điều kỳ diệu có thể xảy ra.
Và ngày nào còn chưa tìm ra được câu trả lời cho sự mất tích của chuyến bay định mệnh MH370, thân nhân của 239 hành khách cùng với phi hành đoàn vẫn không thể nguôi ngoai. Trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia ngày 8 tháng 3 năm 2014, có 12 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều là người Malaysia, cùng 227 hành khách trên khoang, phần lớn là người Trung Quốc, cùng 38 người Malaysia và các công dân của Indonesia, Australia, Ấn Độ, Pháp, Mỹ, Iran, Ukraine, Canada, New Zealand, Hà Lan, Nga và Đài Loan. Ngay khi nghe thông tin cuộc họp báo của Malaysia Airlines về thảm họa của MH370, thân nhân của các hành khách ở tại khách sạn Lindo, Trung Quốc đã bật khóc, gào thét và không thể ngừng lại được. Trong khi một số người khác chỉ biết lặng lẽ, lau nước mắt sau khi nghe tin dữ. Nhiều người chỉ còn biết ôm đầu tuyệt vọng và che giấu cảm xúc thật trong lòng mình. Sau một năm tìm kiếm và chờ đợi điều kỳ diệu, chị Danica, vợ của anh Paul Wick, vẫn chưa thể nguôi ngoai ký ức ngày nghe tin chồng mình, người đang trên chuyến bay để đến Mông Cổ làm việc, đã mất tích. Khoảng thời gian khó khăn nhất mỗi ngày là khi thức dậy và đi tìm thông tin để rồi chẳng tìm thấy điều gì mới cả. Chẳng có cuộc gọi nào từ Malaysia nói rằng đã tìm thấy điều gì đó. Anh ấy là người chồng tuyệt vời nhất, người cha tuyệt vời nhất. Anh ấy dành nhiều thời gian cho con cái. Thật khó để chấp nhận rằng tôi và con đã không còn anh ấy nữa. Cũng giống như Danica, người thân của 227 hành khách cũng đã ở trong tình trạng như vậy từng ấy thời gian. Khi đó tôi đang là sinh viên tại Anh. Lúc trở về nhà, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố. Ông ấy nói đã có sự cố với chuyến bay mà mẹ tôi đang ở trên đó. Một người bạn đã gọi tôi dậy và hỏi về Patrick. Tôi nói rằng nó đang làm việc trên một chuyến bay. Cô ấy nói tôi kiểm tra về chuyến bay đó. Và khi tôi gọi điện cho bạn của Patrick, cũng là một tiếp viên trưởng của hãng hàng không, họ thông báo rằng đã mất liên lạc và hiện không thể biết máy bay đang ở đâu. Tôi đã mất vợ, con trai và con gái trên chuyến bay này. Tôi đáp chuyến bay từ Pháp đến Bắc Kinh để gọi họ. Nhưng khi đến đó, nhân viên hàng không gọi tôi vào trong phòng. Ở đó họ đã nói rằng không biết chuyện gì đã xảy ra. Máy bay chở gia đình tôi có thể đã rơi xuống biển. Anh trai của tôi đã gọi điện. Anh ấy đã rất khó khăn và phải mất một lúc lâu mới có thể nói cho tôi biết rằng chuyến bay đưa mẹ mình về Bắc Kinh đã bị mất tích. Chuỗi ngày sau đó, nỗi đau của các thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 chuyển sang sự giận dữ và thất vọng khi họ muốn có câu trả lời từ giới chức Malaysia, nhưng đáp lại họ chỉ là con số 0. Suốt nhiều tháng, giới chức Malaysia không tiết lộ thêm thông tin gì mới về vụ việc và thậm chí còn từ chối các cuộc phỏng vấn, khiến nhiều thân nhân hành khách gặp nạn cho rằng toàn bộ sự thật về vụ mất tích vẫn chưa được công khai. Đã có những phương án bồi thường được đưa ra, nhưng ở một số thời điểm, thân nhân của hành khách trên chuyến bay không nhận tiền. Bởi với họ, khi chưa tìm thấy lời giải đáp cho sự mất tích của MH370, họ vẫn hy vọng về việc một ngày nào đó, người thân của họ sẽ trở về. Và đến nay sau 10 năm, gia đình của những người có mặt trên máy bay của hãng Malaysia Airlines vẫn chưa từ bỏ hy vọng và đang vận động triển khai một chiến dịch tìm kiếm mới. Các chuyên gia và tổ chức tìm kiếm vẫn không chấp nhận MH370 sẽ mãi là một bí ẩn. Và trong những nỗ lực này thì một công ty công nghệ của Mỹ là Ocean Infinity tiếp tục đề nghị Malaysia nối lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số sau 10 năm mất tích. Trong đợt tìm kiếm lần này thì Malaysia sẽ phối hợp với công ty Ocean Infinity với những trang bị hiện đại và tiên tiến hơn. Trước đó thì vào năm 2018, Malaysia cũng đã phối hợp với công ty này tìm kiếm chiếc máy bay ở khu vực Ấn Độ Dương nhưng không đạt được kết quả. Sau đó thì đợt tìm kiếm này đã phải dừng lại sau 6 tháng triển khai. Malaysia cho biết sẽ đàm phán với phía Australia về việc nối lại hoạt động tìm kiếm sau khi đề xuất tiếp tục tìm kiếm MH370 được nội các Malaysia chấp thuận.